Trước khi đến với kế hoạch thành công, mời anh chị cùng chúng tôi tìm hiểu một khái niệm vô cùng quan trọng, đó là khái niệm BP. Mỗi sản phẩm Oriflame trong catalog đều có một số điểm tương ứng mà chúng tôi gọi là BP, Business Point. Vì vậy, mỗi khi anh chị mua những sản phẩm này bằng mã số tư vấn viên của mình, anh chị sẽ tích lũy được một lượng BP tương ứng với những sản phẩm đã mua và đó là cơ sở để Oriflame thống kê những phần quà và những khoản chiết khấu anh chị được nhận. Bắt đầu mỗi tháng mới, số điểm này sẽ trở lại bằng 0, và các điểm được ghi nhận không chỉ được tính trên mỗi cá nhân anh chị, mà còn của cả hệ thống kinh doanh mà anh chị đã xây dựng nên. Ở Việt Nam, một BP bằng 13.500 đồng, và chúng ta sẽ tích lũy điểm BP này trong vòng 30 ngày, tức là trong một tháng để từ đó biết được các mức chiết khấu của chúng ta trong tương lai như thế nào. Hãy đến với nhóm cấp bậc đầu tiên trong kế hoạch trả thưởng, đó là cấp bậc tư vấn viên. Tại nhóm cấp bậc này, bạn sẽ bắt đầu từ số điểm kinh doanh BP từ 0 đến 199, tương ứng cấp bậc tư vấn viên 0%. Ở cấp bậc này, bạn hưởng 30% lợi nhuận trực tiếp từ việc bán lẻ. Khi tích lũy được số BP tối thiểu là 100, bạn sẽ được nhận qua Welcome Program, qua chào mừng, và khi bạn tích lũy được tối thiểu 200 BP, bạn sẽ được nhận quà Business Class. Quyền lợi qua chào mừng Welcome Program, tổng trị giá của phần quà này lên đến 2 triệu 400 ngàn đồng. Làm cách nào chúng ta có thể nhận được phần quà này? Bạn cần trải qua 3 bước như sau. Bước 1. Trong 30 ngày kể từ ngày bạn gia nhập, nếu bạn tích lũy được 100 BP, thì sang kỳ catalog sau, bạn sẽ được lựa chọn một sản phẩm bất kỳ trong catalog trị giá lên đến 600.000 đồng và chỉ phải trả 99.000 đồng cho sản phẩm này. Bước 2. Trong vòng 30 ngày tiếp theo, nếu bạn tích lũy được 100 PP, thì sang kỳ catalog sau, bạn sẽ được lựa chọn một sản phẩm bất kỳ trong catalog trị giá lên đến 800.000 đồng và chỉ phải trả 99.000 đồng cho sản phẩm này. Bước 3. Trong vòng 30 ngày tiếp theo, nếu bạn tích lũy được 100 BP, thì sang kỳ catalog sau, bạn sẽ được lựa chọn một sản phẩm bất kỳ trong catalog trị giá lên đến 1 triệu đồng và chỉ phải trả 99 000 đồng cho sản phẩm này. Như vậy, qua ba bước quà chào mừng, chúng tôi đã mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm sản phẩm với một chi phí vô cùng ưu đãi. Quyền lợi tiếp theo đó chính là chương trình Business Class. Nếu bạn tích lũy được 200 PP ở kỳ Catalo này, thì ở kỳ catalog sau, bạn sẽ được lựa chọn một sản phẩm bất kỳ giảm 60% so với giá của sản phẩm đó. Hãy cùng theo dõi ví dụ trên màn hình. Bạn đạt 200 PP trong kỳ Catalo tháng 9 Sang kỳ catalog tháng 10, bạn chọn mua sản phẩm Possess nữ với giá catalog là 999.000 đồng và theo giá cho tư vấn viên, bạn sẽ mua với giá 768.000 đồng. Lúc này, với quyền lợi chương trình Business Class, bạn sẽ được giảm 60%, nghĩa là bạn chỉ cần thanh toán 307.000 đồng cho sản phẩm này. Chương trình Business Class có thể thay đổi theo từng chu kỳ catalog khác nhau. Khi bạn đạt đến cột mốc 200 BP, chúng ta đã bước lên bậc thang đầu tiên, đó chính là cấp bậc 3%. Một tư vấn viên 3% vẫn được nhận những quyền lợi như những tư vấn viên mới, bao gồm quà chào mừng Welcome Program 1, 2, 3, quyền lợi chương trình Business Class. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn sẽ có thêm một quyền lợi đặc biệt, đó là nhận chiết khấu hoạt động. Thu nhập bình quân của một tư vấn viên 3% sẽ là 75.000 đồng một tháng và 900.000 đồng một năm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một cấp bậc cao hơn. Đó là cấp bậc tư vấn viên 6%. Ở cấp bậc này, bạn cần đạt 600 PP. Bạn có thể thấy, để đạt được 600 PP, bạn có thể bán hàng một mình, tuy nhiên sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta sẽ làm một cách khác, thông minh hơn, hiệu quả hơn, đó chính là bảo trợ người khác trở thành tư vấn viên. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy, chúng ta bảo hộ cho 4 người khác, mỗi người họ đều có một số điểm PP nhất định và khi tổng hợp lại nhóm của bạn đạt doanh số tối thiểu là 600 BP. Như vậy, bạn là tư vấn viên 6%, bạn vẫn được hưởng chiết khấu bán lẻ, nhưng lúc này bạn còn được nhận thêm chiết khấu từ đội nhóm từ 3 đến 6%. Thu nhập bình quân của một tư vấn viên 6% sẽ là khoảng 375.000 đồng một tháng và khoảng 4 triệu 500.000 đồng một năm. Anh chị cùng theo dõi lên màn hình một ví dụ về chiết khấu hoạt động. Giả định rằng 1 BP bằng 12.800 BV và 1 BV tương ứng với một đồng doanh số của tư vấn viên đã trừ thuế giá trị gia tăng. Doanh số bán hàng và thu nhập có thể thay đổi theo từng thời điểm do sự điều chỉnh của công ty. Ví dụ 1. Giả sử doanh số bán hàng nhóm cá nhân của tư vấn viên A là 7.680.000 BV tương ứng với 600 BP. Tỷ lệ chiết khấu hoạt động viết tắt là PD, tư vấn viên A được hưởng là 6%. Tư vấn viên A được hưởng chiết khấu hoạt động là 7 triệu 680 000 nhân 6% là 460 800 đồng. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để chúng ta tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình? Sau khi bảo trợ các tư vấn viên trong nhóm, chúng ta phải quan tâm và tìm hiểu xem họ có gì không hài lòng với cuộc sống, họ có những điểm gì cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện cuộc sống của mình, mong muốn của họ, như bạn thấy, có những người muốn thay đổi công việc, có những người muốn giải quyết những khoản nợ, có những người muốn có nhiều thời gian hơn với gia đình, hoặc là có những người thích đi du lịch miễn phí. Lúc này, hãy nói với họ rằng, tôi sẽ chỉ cách cho các bạn nhé. Giải pháp cho các vấn đề của các tư vấn viên trong nhóm, đó chính là tuyển dụng thêm những tư vấn viên mới. Khi bạn giúp họ hiểu ra vai trò của việc tuyển dụng, và việc tuyển dụng có thể mang đến cho họ một nguồn thu nhập như thế nào, lúc này họ sẽ bắt đầu tuyển dụng. Khi mỗi thành viên trong nhóm đều tuyển dụng được số lượng tư vấn viên mới nhất định, điều đó có nghĩa là nhóm của bạn đã phát triển rộng hơn. Tổng số BP của nhóm cùng 200 BP cá nhân, bạn có 1.200 BP, tương ứng cấp bậc 9%. Ở cấp bậc tư vấn viên 9%, bạn sẽ được chiết khấu hoạt động đội nhóm cao hơn, tối đa là 9%. Thu nhập bình quân của bạn là 972.000 đồng một tháng và 11.664.000 đồng một năm. Chúng ta có thể thấy, chúng ta chỉ làm việc với một nhóm 4 người và hỗ trợ cho họ, nhưng công việc kinh doanh của chúng ta lại phát triển tốt hơn như thế nào?